Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sửa xong cái mai này cô chú anh chị. Thì mình xuống chợ Mây Phôi mình kiếm vài cây về mình xử lý chơi ha. Thì cây này mình ghép cúc thọ hương, cây mai tàn ha. Thì cái gốc này lúc trước cũng là gốc mai Long An cô chú anh chị. Dáng thú nè ha, thú ngồi nè. Cây này hoành hôm nay cũng khá lớn nè. Cây này khoảng bốn mấy hoành nè. Thì tay cành mình ghép một mùa mấy rồi ha, thì nó cũng khá là mạnh rồi cô chú anh chị, thì mình ghép lợp cơ bản lại ha. Thì xong rồi thì giờ mình vô mình đi xuống chợ Mây Phôi để mình tìm một số cây cô chú anh chị ha. Cái lô này có một số cây bẻ cái giọng cũng khá hay cô chú anh chị. Thì cái lô này cái em bán này nó nói là cái lô này trồng cũng khá lâu ha, tại người ta để trong cái vườn chanh á, cho nên cái cây nó hơi già cây nè. Thì cái lô này có thể mình trồng cây nó phát triển mạnh cô chú chị. Thấy cây này bồ đế nó cũng đều nè ha. Cái này cái dòng lắc cũng đẹp nè. Cây này có thể mình cắt tới đây mình chơi của chú anh chị, lắc nhẹ nhẹ ha. Cây này cốc cành thì nó không có đều lắm nha, nhưng mà cái cây lắc này nếu mình có thể mình ghép áp một số cành, hoặc là cây này mình chơi cái phong ở dưới này mình lấy một hai cành ha, bỏ trống khúc này mình lên trên này một cái chớp nữa thì cái cây này chơi cũng được của chú anh chị, cũng có cái nét cây ha. Này cái mặt đúng của nó nè. Giờ tiếp theo cây này mình thấy cây này nó xù khá nhiều nè. Cây này hoành khoảng 27, 27, 28 của chú anh chị. Mình chỉ độ thôi ha, cái tay mình đưa vô nè. Cây này bồ đế nó chảy đều đẹp nè. Cái này có cái nách xù ở đây ha, bên đây cũng có nè. Đây cũng đang phù phù của chú anh chị ha. Thì cây này có hiện tượng xù lên nách rồi của chú anh chị, mấy cái nách này nó đang phù phù lên nè ha. Thì cây này nó có hiện tượng gõ nè. Thì cây này là cái giá là 2,5 triệu của chú anh chị nha. Mình có hỏi cái anh bán thì bên đây có một cặp khá hay nè. Cây này mình chơi một cặp đối với nhau ha. Đây nó lắc nè. Thì hai cây này đế ổn thôi chứ không có đẹp lắm ha, nhưng mà cái dáng cây mình chơi một cặp thì khá là hay nè. Thì một cặp này báo giá là 4 triệu nha. Thì 4 triệu là tại chợ của chúng chị ha. Thì đây là cái hoành nè. Thì cây này hoành chắc khoảng 27, 28 gì đó. Thì bên đây cũng ngang ngang của chú anh chị ha. Thấy cặp này khá hay á. Bên đây mình cũng thấy được một cặp này nó cũng lớn hơn của chú anh chị. Đây một cặp nữa ha. Rất là đối xứng với nhau nè. Thì đế thì cơ bản ổn thôi của chú anh chị ha. Chứ nó không vô cái dạng đế đẹp. Nhưng mà cái hai cái cây này, nếu mà của chú anh chị nào chơi cặp ha, thì hai ở đây một cặp và bên kia một cặp nó cũng giống giống nhau á. Thì mình đi chi tiết nè ha. Cây này tàn cũng đẹp của chú anh chị. Vàng cúc cành đã đặt ha. Cây bên đây thì tàn yếu hơn. Thì
thì mình cũng hỏi cái cặp này là báo giá là 5 triệu của chú anh chị nha. Một cặp tức là 2 triệu rưỡi một cây. Thì mình chơi cặp là hai cây này mình chơi mình thấy nó khá giống nhau của chú anh chị. Giờ nó đối nhau ha, nhầm cây của chú anh chị thấy nó lượn lắc y như nhau, nhưng mà nhầm khi mình gáp lại thì nó nằm chung một hướng. Ví dụ như cây đó mình quay cái mặt tiền trở lại ha, thì nó chung một hướng với cây này, thì mình không thể chơi cặp được, mà hai cây nó phải đế nè. Cô chú anh chị thấy bộ đế nó trải ngược vô ha, cây bên đây cũng vậy, đế nó ngoái trở vô. Giờ cái thân nó lắc đều với nhau, hai bên nó lượn lắc như nhau ha. Thì mình chơi cặp thì nó mới đối xứng với nhau, còn nhầm cây mình chơi một cặp nó chỉ đi về một hướng ha cô chú anh chị. Cho nên mình nói là lựa một cặp cũng hơi khó ha. Lâu lâu mình mới thấy được một cặp nó na ná nhau. Thì tuy nhiên nó cũng khoảng 70 thôi, chứ nó không có giống 100% của chú anh chị ha. Trong đây một số cây lạ nè. Đây có cây này mình thấy cái nét thân cũng đẹp, nhưng mà cái đế nó không có đẹp lắm, cho nên mình không có chọn cây này ha. Cây này cái đế nó thu rút lại với lại cái thân á. Chú anh chị thấy nó thu lại ha, đi lắc nè. Cây này sữa khá là đẹp nè. Thì cây này lúc nãy mình không có hỏi giá ha, nhưng mà nó nằm tầm giá khoảng 2 triệu á. Thì coi như cái lô này chỉ có một số cây bự bự á thì 2 triệu rưỡi ha, còn 2 triệu trở xuống. Khá là nhiều cây của chú anh chị ha. Cây này nó cũng lắc hay nè. Ngồi uống nước buồn buồn của chú anh chị thì anh nhìn chung quanh ha, thì nghiên cứu được một số cây ha. Như đây mình thấy cái lô trước mắt nè, mấy cây dáng cũng lạ ha. Cây này cũng đẹp của chú anh chị. Cây này cái nét thân đẹp ha. Cây này đế thì ổn thôi, cái nét thân thì bẻ dặn, cái nhịp một ha, lên đây ngoái thu từ từ nhỏ lại ha. Thì những cái cây mình bẻ đầu tiên ha, cái nhịp đầu tiên thì mình phải bẻ nó rộng nè, từ từ lên mình nhặt lại ha. Thì sau này cái cây nó thành phẩm á thì mình sẽ thấy cái cây nó đẹp hơn. Còn nếu mà mình bẻ nó ngang ngang với nhau ha, thì sau này nó sẽ đều, nó không có giống tự nhiên của chú anh chị ha. Cho nên ở dưới là mình phải bẻ lớn, sau này cái gốc nó lớn lên nó thu lại thì mình thấy nó vừa ha. Cây này cái giọng bẻ hay, đế thì cơ bản của chú anh chị. Cây này mình không biết dưới sao ha, nhưng mà trên thì bỏ mặt đế nó không có điều lắm ha. Cái lô này thấy cây cũng khá cây của chú anh chị, cái giọng bẻ khá đẹp ha. Đế thì có một số cây mình thấy đế cũng khá đều á. Thì cái lô này nằm trong cái lô mà cái clip trước mình quay có hai cây là một cây 20 mấy triệu với cây 10 mấy triệu của chú anh chị. Thì đế đẹp ha. Thì anh nói là một vài ngày nữa sẽ có về chung cái lô này về tiếp nè. Thì mình quay sơ lược nguyên cái hàng này ha. Thì báo giá là solo hết. Nguyên hàng này anh bán solo là 3 triệu một cây ha.
Cây này đế điều đẹp của chú anh chị ha. Nguyên cái bó cái tay mình để nè. Điện quay sơ lược thôi ha. Cái gì của chú anh chị mình dập cái Facebook của anh Nguyễn Thiện Thực ha. Để mình để cái hình lên màn hình á. Thì cô chú anh chị mình xem ảnh like mỗi đêm á. Thì cô chú anh chị mình vô coi mình mua ha. Thì đây là cái nick Facebook của ảnh của chú anh chị ha. Thì đây mình giới thiệu anh em, nói chung là cô chú anh chị biết cái kênh nào thì cứ mua. Mình không có giấu ha. Bởi vì anh em kiếm được cái cây chơi thì ở đâu cái giá hợp lý thì mình mua ha. Chứ mình không nhất thiết là mua của cái kênh mình. Mình xuống đây mình cũng mua lại của mấy ảnh mình làm thôi. Nhưng mà mỗi anh em có cách làm khác nhau. Thì cô chú anh chị thấy cái kênh nào bán cây mà nó hợp lý với anh chị, với là anh về nhiều cây đẹp thì mình dễ lựa hơn. Cây này mình thấy đẹp. Một số cây về đẹp thì mình không có thời gian xuống. Thì cô chú anh chị có thể qua bên Facebook ảnh mình mua cây thì nó sẽ có cây mới nhiều hơn. Cây này đẹp ha. Thì cái lô này mình biết về mới có mấy ngày ha. Cô chú anh chị thấy cái lá nó còn chưa nắng thì nó héo ha. Cái cây này cái dáng cũng đẹp ha. Đế mặt đầy đẹp ha. Thì cây này anh báo giá là 3 triệu của chú anh chị nha. Thì mình sẽ để cái nick Facebook của ảnh ha. Thì cô chú anh chị cần chi tiết hình ảnh hay gì đó thì cô chú anh chị liên hệ ảnh, ảnh sẽ gửi hình cho cô chú anh chị. Cây này lúc nãy mình quay lượt mà đi ngang mình coi kỹ lại, cây này nó cũng hay hay của chú anh chị. Cây này cái nét thân nó, nếu mình tùy theo lấy mặt tiền ha, nếu lấy mặt tiền đây mình sẽ cắt về cây phôi luôn á, mình lấy cành nhánh mới lại á, thì cái giọng cây này cũng đẹp nè. Mặt đế bên đây nó cũng nó trống nhưng nó trường, cũng giống cái ở ngoài nhìn giống có cái nét thú nha. Cây này khá lớn á, cây này quanh khoảng 30, 32, 34 gì của chú anh chị. Đo là mình chỉ đo eo ha. Còn nếu mình, những anh em mà đo cái cổ đế này, cây này khoảng 36 quanh. Cho nên cái cây này nó lịch, thấy cái cổ trên đây là nó khoảng 28 của chú anh chị. Chỗ này ha. Cho nên ngoài nhìn cây khá lớn á. Thì cái bầy này nó là solo là 3 triệu một cây. Thì có thể mình liên hệ, nếu mà mua nhiều thì liên hệ để thương lượng với ảnh ha. Bài này thì mình chỉ giới thiệu thôi, mình không có mua bán trong đây. Có cây này khá là đẹp của chú anh chị. Hoành chuẩn khoảng 30 có hơn ha. Đo nghe eo á. Còn cái nếu mà đo cầu đế lớn lắm nha. Thì cây này thì ông anh ông mua ông xanh sữa. Thì anh báo giá là 8 triệu. Thì anh này mình cũng có thường lấy cây của ảnh của chú anh chị, ảnh mua có lời vài trăm ha, nhầm cây nào đẹp dữ thì ảnh sẽ lời hàng triệu ngoài ha, còn nếu ít ít thì ảnh cỡ 500 là ảnh bán rồi. Cho nên cái cây này mình thấy nó cũng đẹp nè. Cây này cao khoảng 60-70 cm của chú anh chị. Đế nó bấu xuống nè. Cây này mình vô bầu ha, mình kéo rễ lại á, thì sắp lại cây này bồ đế khá đẹp á. Đế nó quận nè ha. Bồ đế nó ngoái lại nhìn thấy nó đẹp tự nhiên ha. Thank you.
Thì cây này cô chú anh chị nào thích thì liên hệ mình nha. Vì cái anh này anh mua một hai cây anh để anh trưng bày anh bán thôi, cho nên muốn số điện thoại ảnh thì cũng được, để mình điện hỏi lời sau ha. Thì cây này mình nhìn kỹ nha, thì ngay đây nó có hơi sạm đây, nhưng mà cây mạnh, cây này mình nuôi thì không sao nha. Cho nên chắc cây mình nuôi như vậy, cốt cành nó có sẵn, mình không có xử lý nhiều, cho nên cây nó không yếu ha. Dạ, bữa nay mình mua được mấy cây nhỏ nhỏ ha. Thì để mình về mình làm xử lý về cho luôn cô chú anh chị nha. Thì như những cái cây ga tược này ha, thì nó dạng cây trễ nhịp nè, cho nên những cây này nếu mà giao lưu của chú anh chị á, thì mình sẽ nuôi mạnh rồi mình mới giao ha. Cô chú anh chị gửi cọc mình á, thì mình sẽ để lại, thì khi cây mạnh thì mình sẽ giao nha, chứ những cây này là mình không có giao của chú anh chị. Rồi về ha. Thì mình đã về tới nhà của chú anh chị ha, thì có được một cây sù lắc cũng đẹp ha. Và bên đây cái cây này lỡ nhịp nè, thì mình cũng thử nghiệm luôn. Cái cây này mình sẽ cắt xử lý rồi mình nuôi theo cái cách mới của mình ha, thử cây thử nghiệm coi nó phát triển như thế nào. Thì cây này nếu mà cô chú anh chị mình thích cây tàn ha, thì bị mình để một hai ngày nữa mình mới xử lý. Nếu để cây tàn thì cây này cây tàn nó cũng khá đẹp cô chú anh chị. Thì cái cây này mình giao lưu bao ship của chú anh chị luôn là 2,5 triệu nha. Cây này hoành khá lớn nè, khoảng 28 hoành á. Cây này nếu mình cắt thì nó khá đẹp, nhưng mà cái cách mới này thì mình đang thử nghiệm, mình làm cũng có một số cây hiệu quả cho nên mình cũng tiếp tục mình làm, nhưng mà mình không có giới thiệu của chú anh chị ha, vì cái cách này nó không có an toàn bằng những cái cây mới, cho nên mình không có khuyến cáo anh chị làm theo. Cho nên mình chỉ làm theo cái cách mình để cho nó mạnh á. Thì mình cô chú anh chị nào mua thì khi mà cây mạnh mình mới giao lưu nha. Còn những cái cây mình giao lưu của chú anh chị là những cái cây mà nó mới mua về xử lý ha. Thì đây nó có một cái cây này dáng siêu siêu, mình thấy nó hay nè, nó thu ngọn cũng khá là hay. Thì để ngày mai thì mình xử lý mấy cây mới này ha, thì mình quay rồi giao lưu của chú anh chị ha. Có cây này đế đẹp mà bị trầy cái này nè, thì có thể mình định cắt ở đây, mình lấy cái cũ này mình chơi cây lùng luôn, thu nhỏ. Như này đây một cây quái nữa ha. Cây này thì khá hay của chú anh chị ha. Cây này thì cũng là một cây siêu lùng nè. Rồi, mình xin phép được kết thúc video tại đây của chú anh chị ha. Của chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo nha. Xin chào của chú anh chị nha.